11 năm 2013 tại thư viện tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày hội internet tại thư viện tỉnh Lâm Đồng số 14 Trần Phú Đà Lạt. Đây là sự kiện thuộc trong khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill and Melinda Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự văn hóa trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó còn có các chương trình biểu diễn văn nghệ với các trò chơi về máy tính và internet với các phần quà rất hấp dẫn và của ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến internet. Với những ưu thế vượt trội, internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Đối với bà con nông dân, việc sử dụng internet sẽ giúp bà con tiếp cận kho tàng kiến thức khổng lồ của nhân loại, trong đó có rất nhiều thông tin hữu ích cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Thông qua các mạng internet, người dân có thể tìm kiếm các chế độ, chính sách của nhà nước về pháp luật. Phát triển nông nghiệp nông thôn, tìm kiếm kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, các tiến bộ kỹ thuật mới áp dụng sản xuất, các thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm, thông tin về lao động việc làm, thông tin về các địa chỉ cung cấp và vật tư sản xuất. Internet còn là diễn đàn để nông dân trao đổi kinh nghiệm làm ăn, giới thiệu sản phẩm hàng hóa qua mạng. Không chỉ có các thông tin phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp, internet giúp bà con nông dân tiếp cận được nhiều thông tin thiết thực như chăm sóc sức khỏe, giải trí. Internet cũng là nguồn tổng hợp các tri thức vô tận của nhân loại. Các em học sinh, thanh thiếu niên có thể tìm kiếm tài liệu học tập, trao dồi thêm kiến thức hoặc tham gia các khóa học từ xa. Nhờ có internet, những em học sinh ở vùng xa xôi khó khăn có thể tham gia các khóa học nâng cao kiến thức, tăng cơ hội